Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò chúng ta tiếp tục đi nghiên cứu cái bài số 3 của cái dạng toán liên quan tới bài toán mạch dao động LC. Thì trong cái bài số 3 này thầy trò chúng ta sẽ đi nghiên cứu tìm hiểu các giá trị tức thời ở hai thời điểm, đúng không? Đề bài người ta có thể yêu cầu ví dụ như uh, cho mạch dao động LC tại một thời điểm nào đó nó có một điện tích Q1 rồi sau đó một cái khoảng thời gian sau cái thời điểm T này một cái khoảng thời gian delta T thì lúc đó nó có cường độ dòng điện hoặc là nó có một cái à, à, điện tích là Q2. Và đề bài người ta yêu cầu người ta có thể yêu cầu mình tìm cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm T1 hoặc là tìm cường độ dòng điện tức thời hoặc là điện tích cực đại tại thời điểm T2, vân vân thì đó là một số cái bài toán liên quan tới giá trị tức thời ở hai thời điểm trong mạch dao động LC. Và bây giờ để giải quyết được những bài này thì thầy đi nói về phương pháp làm cái bài này cho các bạn rõ. Trong cái dạng toán đó chúng ta có nhiều phương pháp, đúng không ạ? Nhưng mà nếu ví dụ như chúng ta có thể dùng phương pháp đại số, được chưa? Ví dụ như người ta cho phương trình dòng điện, người ta cho phương trình điện tích giả sử như Q của chúng ta Q chúng ta sẽ viết được phương trình điện tích ví dụ như chúng ta làm cách một như thế này đi chẳng hạn cho phương trình Q1 Q nó bằng Q0 cos của omega t thì phương trình y của chúng ta nó sẽ có dạng y sẽ bằng y0 nhân cos của omega t cộng cho B trên 2 đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có tại thời điểm t1 thì nó có điện tích là q1. Tại thời điểm t1 tức là nó có điện tích q1 bằng q0 cos của omega t1. Rồi tại thời điểm t2 thì nó có điện tích là q2. T2 trong đó t2 sẽ bằng là t1 cộng với cái thời gian delta t nào đó đề bài người ta sẽ cho mình biết. Như vậy q2 sẽ bằng q0 cos của omega nhân cho t1 cộng cho delta t. Và lúc đó các bạn giải cái phương trình lượng giác này đúng không chúng ta bấm máy chúng ta giải cái cái hàm số lượng giác này cái phương trình lượng giác này chúng ta sẽ suy ra được cái q 2 này nó bằng bao nhiêu và khi có q 2 rồi chúng ta sẽ dựa vào cái công thức ví dụ như vì trong mạch dao động lc thì q và y vuông pha với nhau như vậy chúng ta có q chia cho q không tất cả bình cộng cho y chia cho y không tất cả bình và bằng một ví dụ như tại thời điểm 2 đi À, tại thời điểm 1 đây là Q01, đây là y 1 vân vân. Từ đây chúng ta sẽ suy ra I1 hoặc là I2 gì đó. Nhưng mà thầy không muốn hướng dẫn cho các bạn giải cái cách này. Đối với cách này dài, nó hơi dài dòng và nó hơi phức tạp một chút. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách mà chúng ta chỉ việc nhận xét của nó, chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Bây giờ nếu đề bài nó sẽ cho những cái trường hợp đặc biệt này Ví dụ như ta có nè. Nếu các bạn lấy thời gian T2 trừ cho thời điểm T2 trừ cho điểm thời điểm T1 mà nó bằng n lần chu kỳ, đúng không? Nó bằng n lần chu kỳ. Tức là hai thời điểm này, thầy gọi hai thời điểm này nó sẽ cùng pha với nhau, hai thời điểm cùng pha. Được chưa? Hai đây là hai thời điểm cùng pha. Thầy tạm thời gọi đây là hai thời điểm cùng pha. Thầy nhắc lại nha. Nếu chúng ta lấy thời điểm lúc sau trừ cho thời điểm lúc đầu nó bằng một số nguyên lần của chu kỳ, ví dụ như có thể là n đây là 1 2 3 4 gì đó, vân vân. Thì thầy gọi đây là hai thời điểm cùng pha. Thì lúc đó chúng ta sẽ suy ra à, u2 sẽ bằng là u1, tức là điện tích à, xin lỗi, điện áp à, hiệu dụng tại thời điểm điện áp tức thời tại thời điểm thứ hai sẽ bằng điện áp tức thời tại thời điểm thứ nhất được chưa vì hiệu này là hai thằng này hai thằng này trừ nhau lấy thời điểm lúc sau trừ thời điểm lúc đầu nó sẽ bằng một số nguyên lần chu kỳ ví dụ như có thể là một chu kỳ hai chu kỳ ba chu kỳ bốn chu kỳ như vậy nó lặp lại một cái vòng như cũ vậy điện áp lúc sau sẽ bằng điện áp lúc đầu ta nhận xét như vậy luôn cho nó nhanh luôn nhé các bạn nhé tương tự q 2 sẽ bằng là q 1 và y 2 sẽ bằng I 1 đúng chưa chúng ta nhận xét như vậy luôn rất là dễ các bạn ạ rồi nếu chúng ta lấy thời điểm sau T2 trừ cho thời điểm đầu mà nó sẽ bằng một số nguyên lần nửa chu kỳ. Ví dụ như có thể ở đây à, nó có thể à, xin lỗi, chỗ này nha. Đúng không? Thầy ghi lại chỗ này ha. Nếu các bạn lấy T2 trừ T1 mà nó bằng một số lẻ nửa chu kỳ, tức là 2n cộng 1. Đây các bạn coi chỗ này ha tức là nó sẽ bằng 2 nhân n cộng 1 trong đó n là số nguyên được chưa trong đó n là bắt đầu từ 0 trở đi như vậy đây là số lẻ 2 n là số chẵn cộng 1 nó là số lẻ lần t trên 2 thì thầy gọi hai thời điểm này nó sẽ ngược pha nhau hai thời điểm ngược pha đúng không ngược pha và chúng ta sẽ có chúng ta sẽ suy ra vì hai thời điểm này ngược pha với nhau như vậy nó chỉ đi được nửa vòng tròn thôi được chưa các bạn chú ý điều này ví dụ như thời điểm ban đầu t1 nó nằm đây bây giờ nó đi nửa vòng tròn thì nó đi tới vị trí này đây là t2 được chưa như vậy chiếu xuống chúng ta thấy ví dụ như đây là q đi q0 đây là trừ q0 đi đây. đây là q1 và đây là trừ q1 được chưa như vậy các em thấy u2 sẽ bằng trừ u1 Tương tự như vậy Q2 sẽ bằng trừ Q1 và Y2 cũng bằng trừ Y1. Được chưa ạ? Y2 cũng trừ bằng Y trừ Y1. Và chúng ta kết hợp, ví dụ như người ta yêu cầu mình, người ta cho điện tích lúc đầu, người ta hỏi cường độ dòng điện lúc sau. Đúng không? Ví dụ như người ta cho điện tích tức thời tại thời điểm Q1, tại thời điểm T1, đó là Q1. Người ta yêu cầu mình sau một cái khoảng thời gian à, đến thời điểm T2 đúng không cường độ dòng điện tức thời nó là bao nhiêu thì lúc đó các em kết hợp với một cái phương trình nữa từ đây chúng ta có nè theo công theo vì quy và y vuông pha với nhau như vậy chúng ta có quy 1 trên cho quy không tất cả bình cộng cho y1 trên y0 tất cả bình bằng 1 và giả sử rằng người ta cho Q1 cho à, tại thời điểm T1 cho điện tích tức thời Q1, người ta yêu cầu tìm cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm T2 thì chúng ta có thể suy ra luôn. Ở đây là Q1 chia Q0 tất cả bình cộng Y1 thì thầy thay thế bằng là trừ Y2 đúng không? Trừ Y2 vì hai này buông ngược pha với nhau chia cho Y0 tất cả bình và bằng 1. Đúng không? Dấu trừ bình phương thành dấu cộng rồi. Q1 bình chia Q0 bình. Cộng cho Y2 bình chia cho Y0 bình bằng 1. Rồi tới đây các bạn giải phương trình hoặc các bạn dùng máy tính. Bấm shift show nó sẽ ra điều đó. Đúng chưa? Đó là cái trường hợp thứ hai Rồi cái trường hợp thứ ba này. Trường hợp này rất là hay. Mà chúng ta đã học ở cái phần à, chương 1 đó. Đó là chương dao động cơ đó. Khi hai thời điểm nó vuông pha với nhau. Bây giờ thầy giả sử như ta có nè Thầy lấy thời điểm lúc sau Thầy trừ đi thời điểm lúc đầu Mà nó bằng một số lẻ 2N cộng 1 lần T trên 4 Thì thầy gọi đây là hai thời điểm này Gọi là hai thời điểm vuông pha Đúng không? hai thời điểm vuông pha Vuông pha Đúng không? Ví dụ như trong cái phần dao động điều hòa hôm trước ở ở cái chương 1 thầy đã nói rồi đó. Đúng không? Trong phần dao động điều hòa, khi hai thời điểm t1 và t2 vuông pha thì lúc đó chúng ta có V1 đúng không? V1 chia cho giả sử như đây là V2 đi. V2 chia cho x1 nó sẽ được tính bằng công thức -1 mũ à à đây à, V2 chia V1 sẽ bằng -1 mũ là 1 cộng cho N rồi nhân cho omega. Được chưa? Thì trong đó N của các bạn là cái số này nè. Các bạn lưu ý điều này cho thầy nha. À, V2 khi hai thời điểm T2 trừ T1 sẽ bằng là à, 2N cộng 1 T trên 4. Thì hai thời điểm này vuông pha với nhau. Và lúc đó chúng ta sẽ có cái công thức. Đúng không? Chúng ta có công thức này. Chúng ta lấy vận tốc ở thời điểm 2 chia cho ly độ ở thời điểm 1 sẽ bằng 1. Rồi trừ 1 mũ 1 dưới này là 1 nha Ở đây là cộng N tất cả nhân omega <laughs> Các bạn lưu ý chỗ này Hoặc là thầy có thể lấy V1 chia cho X2 Thì bằng trừ 1 Ở đây mũ dưới cái số 2 này Đúng không? Cái số cái phần tử này nè Là 2 cộng cho cái số N nhân cho omega Đi chưa? Và tại sao có những cái công thức này thì ở trong cái phần dao động điều hòa chúng ta đã nhớ rồi. Đúng không? Thầy đã chứng minh cho các bạn rồi. Ở đây thầy không nhắc lại nữa. Rồi, quay trở lại với cái bài toán này. Thì khi các bạn lấy thời điểm lúc sau trừ cho thời điểm lúc đầu, các bạn cứ coi đi rồi lát nữa làm bài tập nó rất dễ. Đúng không? Chúng ta nhớ cái dạng này thì chúng ta làm rất nhanh. Thầy không khuyên, thầy khuyến khích các bạn làm theo cách này. Chúng ta đừng làm theo cái phương pháp cái cái giải phương trình lượng giác này rất là lâu la, phức tạp các bạn ạ. À. Các bạn cứ coi đi rồi các bạn sẽ hiểu. Lát nữa làm bài tập các bạn sẽ hiểu chỗ này cho thầy. Được chưa? Rồi quay trở lại cái bài toán này đối với cái mạch dao động thì sao? Nếu chúng ta lấy T2 thời điểm lúc sau trừ cho thời điểm lúc đầu mà nó bằng số lẻ lần T trên 4 thì chúng ta kết luận được hai thằng này buông pha với nhau. Và chúng ta lấy giả dạ sử như thầy lấy Y2 thầy chia cho Y đóng vai trò giống như là V còn X thì đóng vai trò giống như là Q như vậy Y2 chia cho Q1 sẽ bằng trừ 1. Đây là mũ cái số 1 này nữa nha. Đúng không? 1 như vậy cộng với N nhân cho Omega. Hoặc là các bạn lấy Y1 chia cho Q2 thì bằng trừ 1. Đây cái số 2. Đúng không? Cái số dưới này nha. Là số 2 cộng với cái số N này rồi nhân cho Omega. Thế thôi. Đây là mối quan hệ của nó. Các bạn thấy rất là nhanh dùng nhận xét như thế này chúng ta giải rất là nhanh các bạn ạ. À. Được chưa? Rồi, để củng cố cái phần lý thuyết này, chúng ta sẽ đi giải bài tập phần này, chúng ta sẽ biết được cái điều đó. Câu số 1. Một. một mạch dao động lý tưởng LC có chu kỳ là 2 giây. Đây là chữ T. Tại một thời điểm điện tích trên tụ đây là chữ tại thời điểm nào đó ví dụ như tại điểm t1 đi điện tích trên tụ đó là q1 là 3 microcoulomb sau đó một giây đúng không sau thời điểm đó là một giây như vậy chúng ta thấy lấy t2 trừ cho t1 có phải nó bằng một giây một micro giây không ạ à? đúng không sau đó một giây để chứ như vậy lấy t2 trừ cho t1 thì bằng 1 micro giây dòng điện có cường độ cường độ lúc sau đây là i2 i tức thời tìm điện tích cực đại đây là Q0 là bao nhiêu. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta thử coi coi cái thời điểm T2 trừ T1 này nó nó liên hệ với chu kỳ T nó như thế nào? Nó có rớt vào ba cái trường hợp đặc biệt này không? Trường hợp thứ nhất, hai thằng này trừ nhau bằng một số nguyên lần lambda. Xin lỗi, nguyên lần chu kỳ. Trường hợp thứ hai là một số lẻ. Đúng chưa? ở chỗ này nha ở chỗ này các bạn chú ý điều này cho thầy đây là một số lẻ của t trên hai nha đây là t trên hai rồi ở chỗ này là một số lẻ của t trên bốn rồi bây giờ các bạn coi nè đầu tiên thầy sẽ tính thầy có chu kỳ t rồi đúng không t sẽ bằng là hai micro giây nè như vậy thầy lấy t hai ta có nè T2 trừ cho T1 có phải là bằng à, đây là nó bằng 1 đúng không ạ? Bằng 1 tức là bằng T trên 2 không? Như vậy nó bằng T trên 2 tức là bằng 1 nhân T trên 2. Được chưa? Tại vì T2 trừ T1 của chúng ta bằng 1 micro giây mà vậy các bạn lấy T trên 2 là 2 trên 2 thì nó cũng bằng 1 micro giây. Như vậy chúng ta kết luận được hai thời điểm này sẽ vuông pha xin lỗi, hai thời điểm ngược pha. Hai thời điểm ngược pha. Đúng chưa? Hai thời điểm ngược pha như vậy Q1 sẽ bằng trừ Q2, Y1 sẽ bằng trừ Y2. Rồi bây giờ người ta đang yêu cầu mình tính ôm Q0. Vậy chúng ta sẽ dùng cái công thức Q đề bài người ta cho Q rồi nha, người ta cho Q1 như vậy thầy có thể dùng công thức là Q1 chia cho Q0 tất cả bình cộng cho y1 chia y0 tất cả bình sẽ bằng 1. Rồi tương đương lên. Vì hai thời điểm này ngược pha như vậy. Đề bài người ta cho y2 vậy chúng ta suy ra y1 sẽ bằng trừ y2. Do đó chỗ này còn quy 1 bình chia cho quy 0 bình cộng cho y1 thì thay thế bằng trừ y2 như vậy dấu trừ bình phương là dấu cộng rồi chỗ này còn y2 Y0 thì thầy thế bằng omega. Y0 thì bằng omega nhân Q0. Đúng không? Như vậy chỗ này là omega nhân cho Q0. Tất cả bình. Và nó chỗ này bằng mấy đây các bạn? Nó sẽ bằng mấy đây? Nó sẽ bằng 1. Được chưa? Từ đây nó sẽ bằng 1. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm Q0. Đúng không? thầy Từ đây thầy sẽ tìm Q0 nha thầy đặt q0 làm nhân tử 1 trên q0 làm nhân tử chung. 1 trên q0 bình phương làm nhân tử chung. Trong này còn là 1 à còn q1 bình cộng cho q2 cộng cho y2 chia omega tất cả bình và nó bằng 1. Rồi, thầy đưa chéo lên. Như vậy suy ra q0 của chúng ta bình phương lên sẽ bằng gì đây ạ? À? bằng Q1 bình cộng cho Y2 chia omega tất cả bình. Và muốn mất bình phương đi các bạn lấy căn lên cho thầy. Đúng không? Chỗ này các bạn lấy căn lên nha. Như vậy suy ra Q của các em Q0 bằng căn bậc 2 Q1 bình cộng Y2 chia omega tất cả bình. Q1 các bạn có rồi. Đây. y 2 các bạn có rồi. Vậy omega. Omega thì chúng ta sẽ tính dựa vào chu kỳ. Omega bằng 2 pi chia t. Như vậy 2 pi chia cho 2 thì nó ra à, 2 micro giây độ ra là nhân 10 mũ trừ 6. Đơn giản đi thì nó còn pi nhân 10 mũ 6 radian trên giây. Rồi, thế số vào chỗ này nha. Như vậy Q0 của các em bằng căn bậc 2. À, 3 micro Q1 là 3 micro Coulomb. Đổi ra là 3 x 10 mũ trừ 6 Tất cả bình cộng I2 của chúng ta là 4 bi ampe Đúng không? 4 trừ dấu trừ bình phương là dấu cộng rồi nha 4 bi tất cả bình chia cho omega là bi x 10 mũ 6 tất cả bình Và chúng ta tính cái số này Thì lúc đó Q0 của các bạn nó ra 5 x 10 mũ trừ 6 Vậy đáp án câu số 1 này là đáp án C Đúng không? Các bạn thấy giải rất là nhanh. Khi chúng ta nhận xét những cái trường hợp đó giải rất là nhanh các bạn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần số 2. Câu số 2. Một mạch dao động lý tưởng LC có chu kỳ là T, tại một thời điểm điện tích trên tụ bằng đúng không? Tại một thời điểm nào đó thầy điện tích trên tụ thầy gọi là đây là Q1 đi. Hàng. Và sau đó 3 phần À đây ta thấy rất đặc biệt là 3T trên 4 Thì cường độ dòng điện trong mạch đây là I2 Nó bằng là 1,2B nhân 10 mũ 3 A Tính chu kỳ T của chúng ta là bao nhiêu Như vậy bây giờ mình nhận xét nè Ta có nè Thầy lấy T2 thầy trừ cho T1 Thì nó ra 3T trên 4 Đúng không? Sau đó 3 phần, 3T trên 4 Tức là Ở đây là T trên 4 3 thì thầy biến đổi thành 2 nhân 1 cộng cho 1. Đúng không? Như vậy N ở đây đóng vai trò. N của các bạn đóng vai trò là một giống như cái phần lý thuyết vừa rồi đó. Được chưa? Rồi người ta hỏi tìm chu kỳ. Mà thầy muốn tìm chu kỳ thì thầy, thầy sẽ tìm omega. Khi hai thằng này vuông pha với nhau rồi. Đúng không? Hai, hai thời điểm này vuông pha cho Y2 và Q1. Như vậy thầy dùng công thức Y2 chia cho Q1 đây là Q1 nha như vậy nó trừ trừ 1 đây là Q số 1 như vậy là 1 cộng với cái số n n của các bạn là bằng 1 rồi nhân cho omega đó các bạn thấy rất là nhanh ngồng có phải trừ 1 mũ 2 nhân omega và nó bằng omega như vậy omega của các bạn là bằng y2 trên y1 omega bằng y2 trên q1 rất nhanh Đúng không? I2 của các bạn là 1,2 bi nhân 10 mũ trừ 3. Chia cho I1 của chúng ta, xin lỗi, Q1 là 6 nhân 10 mũ trừ 7. Và đáp số chỗ này nó sẽ ra là 2.000 bi. Đúng không? Chỗ này nó ra 2.000 bi. Đúng không? Bi chúng ta không để ra 2.000 bi. Đơn vị là radian trên dây nha. Rồi sau đó các bạn suy ra chu kỳ T bằng 2 b chia cho omega 2 chia cho 2000 bi Thì nó ra là 10 mũ trừ 3 giây Vậy đáp án là đáp án A Đó là xong nội dung câu số 2 của chúng ta Câu số 3 Một mạch dao động Một mạch dao động LC lý tưởng có tần số góc Đây là chữ omega Tại một thời điểm điện tích trên tụ đây là Q1. Sau đó đây là sau cái thời gian như vậy là tới T2 trừ T1 đó bằng cái thời gian này nè. Là 0,5 nhân 10 mũ trừ 4 nè. Thì dòng điện có cường độ tức là I2 này là bao nhiêu. Vậy chúng ta thử coi cái hiệu thời gian thời điểm T2 trừ thời điểm T1 thử coi nó liên hệ với bao nhiêu lần chu kỳ. Vậy đầu tiên thầy phải tính chu kỳ trước. T sẽ bằng 2 pi chia cho omega. 2 pi chia cho 1 ngàn. 10 ngàn pi. 10 000 pi. Pi với pi đơn giản mất rồi. Đúng không ạ? Như vậy là 2. 2. 10 mũ trừ 4. Cộng 4 chuyển lên là trừ 4. Nhân 10 mũ trừ 4 giây. Rồi. Bây giờ các bạn thấy nè. Chúng ta thấy ta có nè. Lấy T2 trừ T1 có phải nó bằng 0,5 không? 0,5 x 10 mũ trừ 4 Tức là bằng 2 chia cho 4 đúng không ạ? Được chưa? Như vậy nó bằng 0,5 x 10 mũ trừ 4 Và nó bằng Tức là bằng chu kỳ chia cho 4 Tại vì chu kỳ của các bạn là 2 2 x 10 mũ trừ 4 Chia 4 thì bằng 0,5 x 10 mũ trừ 4 Như vậy suy ra hai thời điểm này hai thời điểm sẽ vuông pha đúng không hai thời điểm này sẽ à, sẽ vuông pha với nhau Vậy Y2 tìm Y2. Vậy chúng ta lập tỷ số. Vậy Y2 trên Q1. Đúng không? Đây là số 1 như vậy. Trừ 1. Đây là số 1 thì 1 cộng cho N. N của ông ta chúng ta phân tích chỗ này ra nha. À, T2 trừ T1 bằng là T trên 4. Như vậy thầy phân tích chỗ này ra ha. T2 trừ T1 nè bằng t trên 4 như vậy là bằng 2 nhân 0 cộng 1 nhân cho t trên 4 được chưa ạ đúng không 2 nhân 0 vậy suy ra n của các bạn là bằng 0 vậy chỗ này cộng 0 nhân cho omega rồi trừ 1 mũ 1 thì ra trừ 1 nhân omega được chưa vậy suy ra y2 bằng trừ omega nhân quy 1 trừ omega của chúng ta là bằng 1000 bi là 10 mũ 4 10.000 bi nhân 10 mũ 4 rồi nhân cho à, uh, q1 là trừ 6 đúng không trừ với dấu trừ thành cộng rồi như vậy là 6 miro coulomb đổi ra là trừ 6 à, uh, miro đổi ra là trừ 6 coulomb rồi các bạn thế vào nó sẽ ra là 10 mũ trừ 2 bi được chưa Tức là bằng 0,01 bi. 0,01. Do đó, câu số 3 này, đáp án đúng của chúng ta là bằng đáp án A. Được chưa? Câu số 3, nội dung câu số 3 đó là đáp án A ha các bạn ha. Các bạn thấy nè. Omega I2 của chúng ta là bằng trừ 10 mũ trừ 2 nhân bi. Đơn vị là Ampere đó nha. Rồi, qua câu số 4. Mạch dao động lý tưởng LC mà tụ điện có hai bản tụ A và B. Gọi delta T1 là khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp đến điện tích trên bản A cùng độ lớn Q1 và cường độ dòng điện trong mạch cũng là I1. Như vậy trong cái khoảng thời gian delta T này thì điện tích trên bản A nó sẽ có độ lớn là Q1 đúng không? trong cái thời gian delta t đó ví dụ như lúc đầu đây lúc sau đây nó đi được cái khoảng thời gian delta t thì q 1 à, hai cái điện tích này nó bằng nhau hai thời điểm ví dụ như thầy lấy t 1 trừ cho t 1 phẩy đi thì nó ra là delta t 1 đúng không như vậy tại thời điểm t 1 thì điện tích là q tại thời điểm t 2 độ lớn điện tích nó cũng là q và độ lớn của cường độ dòng điện cũng bằng nhau luôn rồi tương tự như vậy trong cái khoảng thời gian delta t2 khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điện tích trên bản a có cũng có cùng độ lớn là q2 và cường độ điện có độ lớn cũng là y2 và đề bài người ta cho mình biết rằng y1 lớn đúng không lớn hơn y2 và bằng 2,5 y2 và cái khoảng thời gian này bằng nhau thì người ta hỏi tỷ số giữa q1 là trên q2 là bao nhiêu như vậy đối với cái bài này chúng ta liên quan tới hai điện, điện áp tức thời xin lỗi giá trị tức thời giữa hai thời điểm vì nó không có rớt vào ba trường hợp trên như vậy chúng ta sẽ dùng cái đường tròn lượng giác chúng ta vẽ ra chúng ta thử xem coi nó như thế nào với nhau bây giờ thầy vẽ nha thầy dùng đường tròn lượng giác thầy vẽ ra rồi bây giờ tại thời điểm ban đầu nè gọi delta t một là khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điện tích trên bản tụ có cùng độ lớn là q một ví dụ như ban đầu cái thằng thứ nhất nó nằm đây đi đúng không nằm thứ đây đây là q một của ông ta chiếu lên đây là q một đúng không rồi nó chạy tới đây đây là q hai thời điểm thứ hai đây cũng là chiếu lên nó cũng bằng là q đúng không tại thời điểm này đây là q một như vậy cái gấp nó đi từ đây đến đây là hết thời gian là Delta T1 nè. Delta T1. Vậy cái góc quét của nó là cái góc này nè các bạn. Được chưa? Góc này thầy khi hiệu đây là góc phi đi. Được chưa? Rồi chiếu vào đây. Đây là I1 nè. Tại vì trục này là trục quy của các em. Trục này là trục V của các em. À, xin lỗi. dao à, động điện... À, à, gì rồi à? à, mạch xoay chiều thì đây là q à, đóng vai trò là x còn v thì đóng vai trò là y đây là trục v y nha đúng không thầy dùng đường tròn lượng giác đa trục ha đây là trục y như vậy giá trị này là y 1 và giá trị này độ lớn của nó là cũng là y 1 như vậy đây là trừ y 1 được chưa trừ y 1 của ông ta còn độ lớn nó vẫn là y 1 ha các bạn rồi đi từ đây đến đây hết thời gian delta t bây giờ gọi delta T2 là khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích trên bản tụ cũng có độ lớn là Q2. Và cường độ dòng điện là I2. Được chưa? Nhưng mà cái delta T của chúng ta delta T2 bằng delta T1 như vậy cái góc quét này, cái góc quét phi này nó phải bằng nhau. Được chưa? Góc quét phi này bằng nhau. Tại chúng ta có thời gian là bằng là à, delta phi chia omega mà omega đều là như nhau rồi như vậy khi thời gian bằng nhau thì dẫn đến cái góc quét là delta phi của chúng ta là bằng nhau hết được không các bạn các bạn lưu ý điều đó cho thầy và delta t 2 là thời gian ngắn nhất để liên tiếp đúng không thời gian ngắn nhất thì điều cùng ngắn nhất rồi liên tiếp để bản tụ có cùng độ lớn là q 2 như vậy cái và i 2 sẽ nhỏ hơn y 1 nha tại y 1 bằng 2,5 i 2 như vậy ban đầu nó nằm đây Q2 của các bạn có thể nằm đây nè, thầy vẽ bằng cái viết màu xanh đi chẳng hạn. Đây, ha, à, Q2 của các bạn nằm đây, đúng không? Chiếu xuống đây là Q2, rồi nó quét qua góc bên này, đây là trừ Q2, đúng không ạ? Tại vì nó đi cái cung ngắn nhất mà thời gian ngắn nhất thì đi cung ngắn nhất và cái góc này của chúng ta cũng là góc gì đây ạ? À? Góc này cũng là góc phi luôn được chưa Tại vì cái hai góc phi này bằng nhau tại vì thời gian delta t1 và bằng thời gian delta t2 và các bạn chú ý điều này cho thầy hàng thầy vẽ nó chưa được chính xác lắm ha Đây là y2 nè đây cũng là y2 của chúng ta đây đây là y2 tại chiếu vào trục y thì đây là y2 của chúng ta tại thời điểm này là y2 nha rồi Bây giờ đề bài người ta hỏi tỷ số Q1 trên Q2 là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta dựa vào cái hình này chúng ta sẽ tìm, chúng ta sẽ tìm nó ha. Bây giờ mình có Q1. Đây, xét tam giác vuông này. Đúng không ạ? Thầy nhắc lại ha. Thầy xét tam giác vuông OQ1 và điểm này là điểm M1 đi ha. Đây tam giác vuông OQ1M1. Cái góc này cos đây là Q1 đúng không? Q1 là cạnh kề thì bằng là cạnh huyền là bằng Q0 đúng không? Nhân cho cos của góc kề, cos góc kề là góc này. Mà góc này chính là bằng góc phi trên 2, đúng không? Góc này là phi trên 2 như vậy, cos phi trên 2. Được chưa? Rồi tương tự như vậy y1 của chúng ta y1 là cái đường này. Đây xét tam giác vuông O M1 và Q1, vuông tại Q1. Như vậy à, chúng ta coi cái y1 là cái cạnh này là cạnh đối, đúng không ạ? Y1 của chúng ta là cạnh đối. Như vậy y1 thầy xét về độ lớn ha sẽ bằng gì đây ạ? À? À, bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối. Cạnh huyền là y0 nhân cho sin góc đối, tức là sin của cái góc này nè. Mà góc này chính là góc phi trên 2, như vậy phi trên 2 đây là có Q1 rồi. Được chưa? Rồi, bây giờ tương tự như vậy. Chúng ta muốn tìm tỷ số Q2 thì thầy sẽ viết cái phương trình Q2 thử xem coi nó như thế nào. Như vậy chúng ta có Q2. Q2 đây, xét tam giác vuông O M2 Q2 vuông tại Q2. <laughs> Q2 là cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân cho cốt góc kề cạnh huyền là quy 0. nhân cốt góc kề tương tự như vậy là phi trên 2. được chưa đây nguyên cái góc này nguyên a à, đây sai rồi góc này là góc phi trên hai nè góc này là góc phi trên hai như vậy à, suy ra cái góc này là góc phi góc này đây mới là góc phi trên hai nha các bạn nha tại vì cái góc này nè so le trong với góc này như vậy q2 thì bằng cạnh huyền nhân cho sin góc đối chứ là sin của phi trên hai mới đúng nha thầy sai chỗ này rồi nha đây q2 nè đây là q2 thì bằng cạnh huyền là q0 nhân cho sin góc đối là sin phi trên 2 rồi tương tự như vậy Y2 <laughs> Y2 Thì cái góc này Đúng không? Y2 là cạnh kề Cạnh kề với cái góc phi trên 2 Nguyên góc này là góc phi Góc màu xanh này là góc phi Như vậy góc màu đỏ này là phi trên 2 Được chưa? Như vậy Y2 là bằng kề Kề là lấy cạnh huyền Nhân cho cốt góc kề cạnh huyền Là xét đối với Y thì nó là phải là Y0 Nhân cốt góc kề là cốt phi trên 2 Được chưa ạ? Như vậy từ cái bốn phương trình này chúng ta sẽ suy ra Q1 trên Q2. Đây Q1 trên Q2. Đúng không? Q với Q đơn giản mất rồi. Như vậy nó còn có chia sin. Thì nó chính bằng Y2 trên Y1. Tại vì nó cũng bằng cos chia sin luôn. Y0 với Y0 đơn giản hết rồi. Như vậy nó sẽ bằng Y2 trên Y1. Mà Y2 đề bài người ta cho mình biết nè. Y2 trên Y1 nó bằng 1 phần 25. Đúng không ạ? 1 phần 2 phết 5. Và chúng ta bấm máy chỗ này coi ra bao nhiêu đây. Các bạn chờ thầy bấm máy nha. 1 chia 2.5 bằng. Nó ra là 0.4. Đúng không ạ? À, chỗ này là 0.4. Hàng. Như vậy nó là 0.4. Bài này đáp số là 0.4 nha. Chứ thì thầy dư số 5 nha. Đáp án câu này là 0,4 nha các bạn nha. Đáp án là 0,4 mới đúng nha. Như vậy câu số 4 đáp án 0,4. Nó hơi rắc rối một chút đúng không các bạn? Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 5 xem nội dung câu số 5 ra sao đây. <laughs> Mạch dao động lý tưởng LC đang dao động điện từ tự do với điện áp cực đại dưới hai bản tụ là Q0. Ba thời điểm liên tiếp T1, T2, T3 điện tích trên bản A của tụ lần lượt là Q1, Q2, Q3. <laughs> Tại thời điểm T3 cường độ dòng điện trong mạch nó là bằng 1,732 mA. Và sau cái khoảng thời gian ngắn nhất là B trên 300 thì điện áp điện tích trên bản A nó là cực đại. Và đề bài người ta cho mình biết Q1 nếu trừ Q1 bằng trừ Q2 bằng cộng Q3 và bằng B. Và số B này lớn hơn 0. Và T3 trừ cho T1 bằng 3 lần T3 trừ T2 thì giá trị Q0 gần nhất là sau đây. Thì đọc bài này các bạn thấy rất là rối đúng không? Lung tung số bung hết trơn á. Nhưng chúng ta từ từ, chúng ta gỡ nó từ từ ra. Chúng ta đừng sợ chúng ta cứ dựa vào dữ kiện của bài toán chúng ta thử làm xem coi nó như thế nào đây bây giờ thầy đọc ha chúng ta có chỗ này bạn chờ thầy kéo lên ha rồi đối với bài này nó không nó liên quan tới chúng ta sẽ vẽ cái đường tròn lượng giác ra để chúng ta giải quyết cái bài toán này tại vì nó liên quan tới những giá trị đúng không nó liên quan tới những thời điểm t1 t2 t3 như vậy thầy sẽ vẽ cái đường tròn lượng giác ra được chưa đây thầy vẽ đường tròn lượng giác ra ha rồi tại thời điểm t1 sẽ có điện tích là trừ q1 đúng không và tại thời điểm t2 sẽ có điện tích là trừ q2 và đều bằng là b hết đúng không và và đều bằng là b hết nha các bạn lưu ý điều này cho thầy ha như vậy T1 của các bạn nó nằm đây nè. Đây là T1 của chúng ta. Ví dụ như thầy gọi đây là T1. Tại vì T1 chiếu xuống điện tích của ông ta thì nó sẽ nằm. Đây sẽ được là Q1. Và Q1 của chúng ta nó chính bằng trừ B đó. Được chưa? Như vậy B của chúng ta đây. Q1 của chúng ta đây là B. Rồi tại thời điểm T2 thì Q2 của các bạn cũng bằng trừ B luôn. Như vậy T2 chiếu lên là B. Và tại thời điểm T3 thì Q3 của chúng ta là bằng cộng B. Như vậy hai này đối xứng nhau như vậy nằm bên này. ha Đây là T3 của chúng ta. Thời điểm T3 thầy vẽ không được chính xác lắm. Các bạn thông cảm dùm. Đây là T3 chiếu xuống. Thì Q3 của chúng ta nó là bằng B. Được chưa? Các bạn lưu ý điều này cho thầy. Tại Q3 của chúng ta là đề bài ta cho bằng B. nè. B là số dương nè. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ người ta nói rằng tại thời điểm T bằng 3, à, 3 T3 tại thời điểm T3 cường độ dòng điện trong mạch là 1,732 mA. Sau cái khoảng thời gian ngắn nhất là bi trên 300 thì điện áp trên bản A là bao nhiêu? Đúng không ạ? Bây giờ các bạn chú ý điều này. Thầy vì liên quan tới điện áp xin lỗi vì liên quan tới điện tích và à, đây, vì liên quan tới điện tích đúng rồi và cường độ dòng điện. Như vậy thầy sẽ dùng đường tròn lượng giác đa trục. Cái trục này thầy gọi là trục quy và cái trục nằm dưới này thì chúng ta đã biết rằng nó là trục Y. Được chưa? Bây giờ chúng ta thấy vì tính chất đối xứng đây là ô như vậy hai thằng này nó sẽ đối xứng qua đây. Đúng không ạ? Thằng này đối xứng qua này như vậy đây là đường đường thẳng. Được chưa? Các bạn lưu ý khi bạn vẽ hình chính xác thì nó sẽ là như vậy nhá rồi bây giờ mình dựa vào đề bài nè T3 trừ cho T1 bằng 3 lần T3 trừ cho T2 Thì theo cái công thức của ông ta Thời gian delta T Được chưa? Thời gian delta T sẽ bằng delta phi chia cho omega Như vậy delta T chúng ta Vì omega nó là như nhau rồi Như vậy delta T chúng ta tỷ lệ thuận với cái góc quét là delta phi được chưa? Delta T của quả bạn thấy lệ thuận với góc quét là delta phi. Như vậy thầy lấy T3 thầy trừ cho T1, thầy lấy thời điểm T3 thầy trừ cho T1 thì tương ứng với cái góc quét là góc này. Đúng không? Cái góc này từ đây đến đây, đây là à, đây hai thằng này đối xứng, hiển nhiên góc này và bằng góc này luôn nha, vì đều bằng B hết. Như vậy thầy đặt góc này là góc alpha và đây cũng là góc alpha thì cái góc này là góc beta của chúng ta nè. Như vậy thầy lấy T3 thầy trừ cho T1 vì delta T tỷ lệ thuận với góc quét. Như vậy nó sẽ bằng là B beta cộng cho alpha cộng thêm cho alpha nữa. Đúng không? Như vậy là cộng 2 alpha. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy. Thầy lấy T3 thầy trừ cho T2. T3 trừ T2 thì có phải nó bằng với cái góc gì đây ạ? À? Bằng với góc beta không? Đúng không? Beta T3 trừ bằng cái góc quét này, T3 trừ T2 thì bằng góc quét từ đây đến đây là beta. Mà theo đề bài chúng ta có T3 trừ T1 bằng 3 lần T3 trừ T2. Như vậy ta có nè. T3 trừ T1 bằng 3 lần T3 trừ T2. Tương đương là beta cộng 2 alpha bằng beta. Rồi, từ đây chúng ta sẽ suy ra à, à đây còn 3 nữa chứ nhé, 3 nữa ha. Như vậy chuyển qua là bằng vậy là suy ra trừ beta, 3 trừ 1 ra 2, như vậy là 2b alpha bằng beta, vậy suy ra beta bằng với alpha. Chúng ta suy ra được cái giá trị này, được chưa? Rồi, bây giờ mình coi nè tại thời điểm T3 cường độ dòng điện trong mạch đây cường độ dòng điện trong mạch nó có giá trị là 1,732 như vậy thầy chiếu vào trục y để chưa thầy chiếu vào trục y đây thầy chiếu vào trục y chỗ này đây thì cái giá trị này tại vì trục y là trục này như vậy nó sẽ bằng 1,32 và sau cái khoảng thời gian là bi trên 300 thì điện tích trên bản A đạt cực đại. Như vậy, ban đầu tại thời điểm T3 nằm đây, bây giờ nó quét lên một cái góc này, thì tới cái giá trị này thì điện tích nó là cực đại nè. Thì với cái thời gian từ đây đến đây là hết bi trên 300, thời gian đi từ đây đến đây là góc bi trên 300. Như vậy, nhìn vào hình vẽ này chúng ta thấy rằng cái góc này là góc... À, này, đây, như vậy chúng ta có cái góc này là góc à, gì đây? Ừm. Uhm. Vậy thời gian đi từ đây đến đây, thời gian thì bằng góc quét chia cho omega. Mà cái góc này là góc alpha thì suy ra cái góc này cũng là góc alpha luôn. Đúng không ạ? Vì tính chất đối xứng với nhau, B không B, đây là 0B. Được chưa ạ? Hai thằng này, hai cạnh này bằng nhau rồi, đường thẳng này bằng với đường thẳng này. Được chưa ạ? Như vậy hai hai góc này là hai góc đối. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau đúng không các bạn hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nè như vậy góc này là alpha thì góc này alpha đúng không tại vì cạnh này bằng với cạnh này rồi như vậy góc này là góc alpha thì góc này alpha chúng ta có nè từ đây thầy sẽ có là pha uh, alpha alpha nè cộng với lại beta nè cộng với alpha nữa thì bằng bi đúng chưa hay từ đây chúng ta sẽ suy ra nhá vì tính chất đối xứng ta có nè này. này, nó hơi lung tung một chút các bạn ráng chú ý dùm ha nguyên góc này là góc bẹt nè các bạn được chưa như vậy góc alpha cộng với góc alpha là hai alpha cộng với góc beta thì bằng bi như vậy alpha cộng với alpha cộng với beta là ba alpha tại vì alpha bằng beta rồi beta bằng alpha như vậy ba alpha bằng bi như vậy suy ra alpha của chúng ta bằng bi trên 3. Được chưa? Có alpha bằng bi trên 3. Mà mặt khác chúng ta lại có nè. Thời gian đi từ đây đến đây nó hết là bi trên 300. Đúng không? Thời gian đi từ đây đến đây hết bi trên 300. Như vậy chúng ta suy ra. Vậy. Chúng ta có omega. Omega bằng delta phi chia delta t. Omega bằng delta phi chia cho delta t delta phi là cái góc quét từ đây đến đây. Là góc alpha này chúng ta đã biết là pi trên 3 rồi. Chia cho delta t thời gian đi từ đây đến đây chúng ta đã biết là pi trên 300 rồi. Pi với pi đơn giản mất 3 với 3 mất như vậy dưới này còn 100 nhân lên có phải omega của các bạn là bằng 100 không ạ? À pi trên cho 300. À xin lỗi đây pi trên 3000 ha các bạn đáp án đề thầy nhìn lại là đáp án chỗ này là bi trên 3.000 ha các bạn lưu ý chỗ này cho thầy như vậy chỗ này nó sẽ ra là bi trên 1.000 ha bi trên 1.000 à, B với B, 3 với 3 mắt như vậy là chỗ này là omega của chúng ta là 1.000 đơn vị là radian trên dây rồi có omega rồi khi có omega chúng ta sẽ suy ra được quy không tại vì sao Tại vì chúng ta có điện tích cực đại của nó đây chưa? Chúng ta có điện tích cực đại của đề bài chúng ta sẽ tính được Q0 không các bạn? Đây, chúng ta muốn tính Q0 thì khi có omega rồi chúng ta phải tính Y0. Nhìn vào đây các bạn sẽ tính được Y0 nè. Tại vì cái góc này là góc beta trên 2 nè. Được chưa? Cái góc beta trên 2 của các bạn tam giác vuông O 1,373732 và T3. Đây là tam giác vuông nha. Như vậy tam giác vuông này chúng ta có nhìn vào đây chúng ta sẽ tính được y không. Được chưa? Ta có nè. À, 1,732 sẽ bằng gì đây ạ? À? À, bằng y0. Đúng không? Cạnh này là y0. y0 nhân cho gì ạ à? nhân cho sin của góc đối đúng không góc này alpha thì suy ra góc này cũng là góc alpha để chưa góc này alpha suy ra góc này alpha như vậy sin alpha như vậy từ đây suy ra y không của chúng ta sẽ bằng 1,732 chia sin 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 alpha tức là sin của pi trên 3 và chúng ta sẽ tính được chỗ này nó là 2 đúng không vì đơn vị miliampere như vậy chỗ này 2 miliampere có y không có omega chúng ta sẽ suy ra được quy không như vậy từ đây thầy sẽ suy ra quy không thì bằng y không chia cho omega y không của chúng ta là 2 mA độ ra 2 x 10 mũ 3 omega của chúng ta là 1.000 đúng không ạ tức là 10 mũ 3 10 mũ 3 chuyển lên trừ 3 như vậy ra 2 nhân 10 mũ 6 cu hay là bằng 2 micro rô đúng không? Đáp án câu này là 2 miro Coulomb. Vậy đáp án đúng câu số 5 là đáp án A. Các bạn sửa lại chỗ này cho thầy nha. Thời gian là bi trên 3000 chứ không phải là bi trên 300 đâu nha các bạn. Các bạn chú ý thầy đánh nhầm mấy chỗ này. Rồi. Các bạn chờ thầy chút. Rồi, bây giờ thầy trò chúng ta tiếp tục đi qua câu số 6 nha các bạn. Một mạch dao động LC lý tưởng đang dao động tự do. Với điện tích cực đại trên bản tụ đó là Q0, cường độ dòng điện là cực đại là I0 tại 3 thời điểm liên tiếp T1, T2, T3, cường độ dòng điện lần lượt là I1, I2 và I3. Và người ta cho mình biết rằng tại thời điểm T3 này điện áp điện tích trên bản A e nó là bằng 2 microcoulomb và sau một cái khoảng thời gian ngắn nhất là bi trên 3000 thì cường độ dòng điện trong mạch là bằng 0. Và đề bài người ta sẽ cho mình biết là tại ba thời điểm T1, T2, T3 nè. Đúng không? Có điện áp lần lượt là I1, I2, I3 và I1 bằng với I2 và bằng trừ I3 và nó bằng là B. Và B này người ta cho lớn không. Rồi T3 trừ T1 bằng 3,5 T3 lần trừ T2. Giá trị Y0 là giá trị nào sau đây? Thì có phải các em thấy cái câu số 6 này nó gần như câu số 5 không? Đúng không ạ? Như vậy liên quan tới giá trị à, tức thời của cường độ điện tại những cái thời điểm T1, T2, T3 thì chúng ta sẽ vẽ đường tròn lượng giác ra để chúng ta làm cái bài toán này giải quyết cái bài toán này như thế nào đây. Bây giờ thầy sẽ vẽ đường tròn lượng giác ra nha các bạn nha. Các bạn coi thầy vẽ đường tròn lượng giác nè. <laughs> Rồi, chúng ta vẽ đường tròn lượng giác. À, tại thời điểm T1 à cường độ dòng điện tức thời đó là i1 là bằng b b lớn hơn 0. Như vậy thầy coi như cái thời điểm T1 của chúng ta đây đây trục này là trục quy này các bạn. Các bạn lưu ý trục nằm ngang là trục quy, còn trục dưới này là trục y nó giống như cái vận tốc của chúng ta đó, giống như cái dao động điều hòa trục nằm ngang là trục x còn trục nằm dưới này là trục v. Thì đây chính là quy 0 Đúng không? Đây chính là Q0 Còn đây chính là Y0 Và đây chính là trừ Y0 của các em Được không? Các bạn lưu ý điều đó cho thầy Đây là gốc tọa độ O Rồi đề bài người ta cho mình biết Tại thời điểm T1 thì cường độ điện nó là Y1 Và Y1 này nó bằng B B lớn hơn 0 Như vậy thầy coi như giá trị B nó nằm ở đây đi B của chúng ta nằm ngay vị trí này đi chẳng hạn Đúng chưa? Đây là B và tại thời điểm này T1 của chúng ta đây. Thầy coi như vị trí này đây là T1 nè. Đúng không? Chiếu vào thì Y. Y của chúng ta bằng B ngay đây. Và B lớn không thì nó nằm ở phần này. Còn phần trên này là, là Y nhỏ hơn không nhé các bạn nha. Rồi tương tự như vậy tại thời điểm T2. Đúng không? Tại ba thời điểm liên tiếp. Như vậy T1 nó nằm đây rồi thì T2 chắc chắn phải nằm phía bên này. Tại vì vòng quay của nó là đi theo chiều này rồi như vậy t2 của các bạn nó nằm đây và chiếu qua thì i2 của chúng ta cũng bằng b luôn thầy vẽ nó không được tròn lắm các bạn thông cảm dùm thầy nha. rồi tiếp tục tại thời điểm t3 thì cường độ dòng điện là i3 và i3 của chúng ta bằng trừ b như vậy đây là b như vậy trừ b nó nằm đây nè và t3 của các bạn nó nằm đây được chưa tại vì chiếu qua thì i3 của các em nó sẽ bằng trừ b <laughs> Rồi chúng ta xác định là như vậy nha Giống như cái bài số 6 thôi chứ không có gì hết Giống như bài số 5 Người ta nói rằng Sau tại thời điểm T3 là bằng điện tích trên bản tụ nó là 2 microcoulomb Như vậy T3 chúng ta chiếu xuống cái trục điện tích Thì nó sẽ bằng 2 microcoulomb nằm đây Đúng chưa ạ? Rồi người ta nói sau cái thời điểm này một khoảng ngắn nhất là bi trên 300. Đúng không? Sau khoảng thời gian này ngắn nhất là bi trên 300 thì cường độ dòng điện nó bằng 0. Cường độ dòng điện nó bằng 0 như vậy tại vị trí này nó quay đi. Nó tới cái vị trí này thì chiếu vào trong đó cường độ dòng điện nó sẽ bằng 0 nè. Và thời gian để đi từ T3 đến cái vị trí này thì tức là nó hết thời gian đó là bi trên 3.000 giây nè. Được chưa? Đề bài nó nói như vậy nha. Rồi bây giờ người ta hỏi tìm giá trị y không này là bao nhiêu <laughs> Rồi chúng ta sẽ dùng cái dữ kiện thêm nữa Là T3 trừ T1 thì bằng 3,5 T3 trừ T2 Thì bây giờ các em coi nè Vì tính chất đối xứng như vậy hang này nó sẽ chéo qua nè Đúng không? Đều bằng B hết Đây là B, đây là trừ B Được chưa? Như vậy hang này đây là góc bẹt T1 Cái đường từ T1 nối với O T1 và T3 sẽ đối xứng với nhau qua O. Rồi, đề bài người ta nói T3 trừ T1. Như vậy, T3 trừ cho T1. Thì như thầy đã nói rồi đó, thời gian tỷ lệ với góc quét. Như vậy, thầy lấy cái góc này. Cái góc này của ông ta, à, đúng không? Ví dụ như cái góc này đây. Hai góc này bằng nhau nè. Góc bên này thầy đặt nó là góc alpha. Góc này thầy đặt cũng là góc alpha. Được chưa Đúng không các bạn? Rồi từ đây đến đây thầy gạch đặt nó là góc beta. Như vậy T3 trừ T1 thì tương ứng thời gian tỷ lệ với góc quét. Như vậy nó bằng là à, beta cộng với alpha cộng với alpha không ạ? Như vậy beta cộng với alpha cộng với alpha. Được chưa? Góc từ đây đến đây là beta. Góc này là alpha, góc này là alpha. Và hiển nhiên góc này và góc này bằng nhau nha. Đúng không? Vì đều bằng B hết. Vì thằng này đối xứng với nhau qua B. Như vậy hai thằng này cộng lại sẽ bằng là 2 lần alpha cộng với beta. Rồi, tương tự. Bây giờ chúng ta thử coi T3 trừ T2 coi nó bằng bao nhiêu. T3 trừ T2. Rồi, T3 trừ T2 thì có phải nó ra là beta không ạ? Đúng không? Nó bằng beta. Như vậy theo đề ta có nè theo giả thiết ta có T3 trừ T1 bằng 3,5 lần T3 trừ T2. Được chưa? Đây, đề bài ta cho đây. T3 trừ T1 bằng 3,5 T3 trừ T2. Thầy tương đương lên. Chỗ này nó sẽ bằng là 2 alpha. 2 alpha cộng với beta bằng 3,5. Thằng này trừ thằng này ra beta rồi. Đúng không ạ? Rồi, tương đương lên à chuyển qua là 2 à, à chuyển qua anh này là 3,5 trừ đi 1 thì nó là 2,5 beta bằng 2 bằng 2 alpha. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra beta bằng 2 2 chia cho 2,5 đúng không? Các bạn chờ thầy bấm máy cái chỗ này 2 chia cho 2.5 sẽ bằng 0,8 lần alpha. 0,8 alpha. Như vậy beta của chúng ta bằng 0,8 alpha nha. Các bạn lưu ý điều đó cho thầy ha. Rồi vì cũng tính chất đối xứng luôn. Đúng không ạ? Góc này và góc này là hai góc đối đỉnh với nhau. Đúng không? Góc này là góc alpha thì suy ra cái góc của này của chúng ta cũng là góc alpha nè. Được chưa? Vì hai góc này là hai góc đối đỉnh. Được không ạ? Rồi, như vậy chúng ta đã biết được điều này rồi. Bây giờ chúng ta tính cái góc alpha. Khi các bạn tính góc alpha thì chúng ta sẽ tính được cái thằng uh, thằng y không đúng không ạ? Tại vì y không thì bằng omega nhân cho q không. Đề bài người ta cho q không chưa ạ? À đây người ta chưa cho y không. Như vậy mình sẽ tính mình sẽ tính uh, q không dựa vào cái thằng uh, uh, q không chúng ta dựa vào cái thằng uh, góc này đúng không đây là góc alpha thì góc này là góc alpha hai góc đối định với nhau xin lỗi hai góc này là hai góc so le trong với nhau có góc alpha thì có y xin lỗi có hai rồi như vậy chúng ta sẽ tính y không dựa vào hệ thức lượng trong tam giác vuông này được chưa vậy chốt lại cái bài này bây giờ thầy trò chúng ta phải tính cái góc alpha này nha các bạn nhớ điều đó cho thầy thầy nhắc lại nè như vậy chúng ta đã phân tích được à, là Beta bằng 0,8 lần alpha. Bây giờ thầy phải tính cái góc alpha này là bao nhiêu, được chưa? Thầy phải tính cái góc alpha này là bao nhiêu nha? À, thì chúng ta đã biết rồi. Khi các bạn tính được góc alpha thì chúng ta sẽ biết được cái góc là à, chúng ta có góc alpha này, chúng ta suy ra cái góc này là góc alpha, đúng không? Suy ra góc này là alpha vì góc này và góc này là đối so le trong với nhau. Đây thầy vẽ ha. Góc này alpha thì suy ra góc này là góc alpha. Vậy chúng ta sẽ suy ra được y0. Xin lỗi, suy ra được q0. Tại vì uh, sin alpha thì bằng 2 chia cho sin bằng đối chi huyền, tức là bằng 2 sin alpha thì bằng 2 chia cho y chia cho q0. Vậy chúng ta có q0. Có q0 rồi các bạn sẽ tính được omega thì chúng ta sẽ tính được y0. Như vậy đầu tiên bây giờ thầy phải tính cái góc Uh, alpha này là bao nhiêu nha rồi theo dữ kiện của chúng ta t1 và t3 đối xứng với nhau qua ô như vậy ta có nè alpha cộng alpha cộng beta thì nó bằng bi alpha cộng đầy góc này cộng góc này cộng với góc này thì bằng bi alpha cộng với alpha được chưa thầy ghi lại chỗ này cho nó rõ ràng ha alpha cộng với alpha cộng với beta thì bằng pi. Như vậy tương ứng với 2 alpha cộng với beta, beta thì thầy thay thế bằng 0.8 alpha bằng pi. Tương đương với thằng này cộng này ra 2.8 alpha bằng pi. Như vậy suy ra alpha của chúng ta bằng pi chia cho 2.8. Đúng không? 1 chia 2.8 các bạn chờ thầy bấm máy tính ngay. 1 chia 2.8 sẽ bằng pi trên 14. Xin lỗi 5 phần 14 như vậy 5 pi trên 14. Được không? Đó là alpha. Có alpha rồi như thầy phân tích chúng ta sẽ tìm được y khảo, quy không. Ta có quy không nè. Sin alpha. Sin alpha. Sin alpha. Sin bằng đối chia huyền. Sin bằng đối. Đối là cạnh hai này. Chia huyền là cạnh này cạnh này chính là bằng quy không đúng không tại vì chúng ta đang lấy quy mà như vậy đối là hai chia cho huyền là quy không từ đây thầy sẽ ra quy không à, bằng hai chia cho sin alpha đúng chưa rồi từ đây chúng ta sẽ suy ra bằng 2 chia cho sin của bi 5 b trên 14 thì các em bấm máy tính chỗ này nó sẽ ra ở đây là miro coulomb nha hai đang là miro coulomb như vậy chúng ta bấm chỗ này thì nó sẽ ra là hai phết hai mươi hai đây là quy không rồi bây giờ chúng ta tính y không ha các bạn coi nè cái thời gian cái góc quét từ t 3 đến cái góc này có phải là bằng góc alpha cộng với bi trên hai không ạ đúng không từ T3 đến cái... Tới vị trí này đi từ vị trí T3 đến cái vị trí này thì... Cái góc quét nó sẽ bằng alpha cộng với bi trên 2. Mà gấp quét thì bằng thời gian nhân cho omega. Được chưa? À, thời gian nhân omega như vậy. Thầy sẽ có nha. Chỗ này thầy... Thầy ghi qua bên này đi ha các bạn. Đúng không? Thầy ghi qua bên này đi. Ta có nè. À, thời gian delta... À, hay là ta có là omega nè bằng delta phi nè chia delta t nè được không ạ như vậy delta phi của chúng ta là gấp quét từ vị trí này qua vị trí này có phải là bằng alpha cộng với b trên hai không đúng không nó bằng alpha cộng với b trên hai chia cho thời gian delta t delta t đề bài ta cho mình biết là b trên ba ngàn rồi b trên ba ngàn rồi như vậy chúng ta có omega Alpha chúng ta mới tính ra được là 5 pi trên 14 5 pi trên 14 Cộng với pi trên 2 Chia thêm cho pi trên 3000 Thì các bạn tính ra omega ở chỗ này nó sẽ bằng Omega sẽ bằng hai này cộng lại chia cho pi trên 3000 Thì nó sẽ ra là 18.000 chia 7 18 trên 7 đơn vị là radian trên dây rồi có omega có q0 chúng ta sẽ tính được y0 y0 thì bằng omega nhân q0 thế vào 18.000 phần 7 nhân cho à, uh, q0 là 2,22 đúng không 2,22 như vậy 2 phết 22 miro đổi ra là 10 mũ trừ 6 thì nó sẽ xấp xỉ bằng 5,708 Như vậy 5,7 x 10 mũ trừ 3 Đúng không? Đơn vị là Ampere Bỏ đi thì bằng 5,7 mA Rồi chúng ta coi Giá trị không gần giá trị nào nhất 5,3 x 5, 5 mA Như vậy các em thấy nè Đáp án đúng của chúng ta ở đây Có phải là đáp án... À, đáp án C không ạ 5,5 đúng không? Nó gần với giá trị này 5,5 được chưa? 5,7 5,7 như vậy à, giữa cái 5,3 này với 5,5 thì nó chúng ta phải chọn đáp án này thôi đúng không ạ? Các bạn lưu ý chỗ này cho thầy ha. Như vậy cái câu số 6 này đáp án đúng của mình là đáp án C rồi chúng ta qua câu số 7. Hai mạch dao động điện tử lý tưởng đang có dao động điện tử tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch thứ nhất và mạch thứ hai lần lượt là Q1 và Q2. Với Q1 và Q2 thỏa mãn cái phương trình như màn hình của các em quan sát. Rồi người ta nói tại thời điểm T điện tích trên à, điện tích của tụ điện và cường độ điện trong mạch thứ nhất lần lượt là tại thời điểm T nha, điện tích của tụ điện và cường độ điện trong mạch thứ nhất. Như vậy đây là Q1 đây là y1 y nhỏ 1 thì cường độ dòng điện trong mạch thứ hai có độ lớn như vậy đề bài người ta hỏi y2 của chúng ta là bao nhiêu thì đối với những cái dạng toán mà người ta cho biểu thức đúng không cho biểu thức liên hệ giữa q1 và q2 bằng một cái biểu thức nào đó thì chúng ta sẽ lấy đạo hàm hai vế của cái biểu thức đó theo t được chưa như vậy bây giờ thầy sẽ lấy nha ta có nè Đề bài ta cho 4Q1 bình cộng với Q2 bình bằng 1,3 x 10 mũ trừ 17. Như vậy thầy lấy đạo hàm hai vế lên. Thằng này đạo hàm lên thì là bằng 4 x 2 nhân Q1 nhân cho Q1, đạo hàm theo T nha. Đây là hàm hợp. Rồi, cộng với 2 nhân Q2 nhân cho Q2, thằng số này đạo hàm thì bằng 0 rồi. Đúng không? Thằng số đạo hàm bằng 0. Rồi tương đương lên 4 x 2 là 8. 8 x Q1. Q1 phẩy đạo hàm lên thì nó bằng Y1. Cộng 2 Q2. Y2 phẩy thì nó bằng Y2 và bằng 0. Được chưa? Rồi các em thế số vào. Đúng không? Chúng ta thế số anh này vào. Q1 của chúng ta là 10 mũ trừ 9. Rồi Y1 của chúng ta là bằng... Đây, 6 6 mA. Nhớ chưa? À, I1 như vậy tìm I2 cái gì? Đề bài tìm I2. Như vậy nó còn Q2. À, còn Q2. À vậy Q2 chúng ta thế ở đây. Q2 chúng ta sẽ biến đổi qua Q1. Đúng không ạ? Từ phương trình này chúng ta sẽ biến đổi Q2 qua Q1 nè. Được không? Rồi các bạn từ cái phương trình này. Rồi chúng ta để thằng này đi hang. Thầy tương đương lên luôn là 8 nè à, chỗ này là 8 nhân Q1 của chúng ta là bằng 10 mũ trừ 9 nhân cho 6. Như vậy chỗ này là 8 nhân Q1 là 10 mũ trừ 9 nhân cho 6 nhân 10 mũ trừ 3 ampere. Cộng với 2 lần Q2 nhân Y2 bằng 0. Tương đương. Thằng này rút gọn lại nha. 6 x 8, 48. 48 trừ 9 với trừ 3 thì ra trừ 12 cộng cho 2 q 2 nhân y2 bằng 0. Rồi. Từ đây rồi bây giờ thầy sẽ từ cái phương trình 1 này thầy sẽ suy ra q2 theo q1 ha. Đây từ đây thầy đặt cái phương trình này là 1 nè. Từ 1 nè. Từ 1 suy ra ha. Tại vì chỗ này chúng ta muốn tìm y2 thì ta phải biết q2. Như vậy q2 từ phương trình 1 này thầy sẽ tính q2 theo q1 đúng không ạ? Ta có nè, từ 1 nè, ta có à, 4 nhân Q1, Q1 của các bạn là bằng 10 mũ trừ 9 rồi. 10 mũ trừ 9 bình phương lên là 10 mũ trừ 18. Rồi cộng cho Q2 bình bằng qua bên này nó là bằng bao nhiêu đây? À, 13, 1,3 nhân 10 mũ trừ 17. Rồi chuyển qua là cộng chuyển qua hành trừ như vậy Q2 bình phương bằng 1,3 à, nhân 10 mũ trừ 17 trừ cho 4 nhân 10 mũ trừ 18 rồi chúng ta tính cái này coi nó ra bao nhiêu đây 1,3 nhân 10 mũ trừ 17 trừ 17 trừ cho 4 nhân 10 mũ trừ 18 đúng chưa như vậy nó sẽ ra là 9 x 10 mũ trừ 18. 9 x 10 mũ trừ 18. Vậy chúng ta suy ra Q2 của chúng ta độ lớn ha. Thầy đang suy về độ lớn. À, nó sẽ bằng là 3 x 10 mũ trừ 9 cu lông. Rồi đây là có Q2. Rồi chúng ta từ phương trình số 3 này. Từ 3 này ta suy ra. Từ 3 chúng ta suy ra à, y2 của mình sẽ bằng là trừ 4,8 x 10 mũ trừ 12 chia cho 2 q2 đúng không vì đề bài người ta đang tính độ lớn của dòng điện i 2 như vậy chúng ta thế hoàn toàn là độ lớn hết đúng không mặc dù ở đây là dấu trừ như vậy chỗ này các bạn thế bỏ trị tuyệt đối đây thì nó bằng cộng trừ như vậy để tính độ lớn i 2 thì các bạn thế là nghiệp âm cho thầy nha tức là chỗ này bằng trừ 4,8 nhân 10 mũ trừ 12 chia cho 2 q2 lúc đó các bạn thế bằng âm 3 nhân 10 mũ trừ 9 cho thầy rồi 48 chia cho 6 thì được là 8 68 48 được 8 trừ với trừ thành cộng rồi trừ 9 chuyển lên thành cộng 9 với gặp trừ 12 nữa ra 10 mũ trừ uh, trừ 3 được chưa 10 mũ trừ 3 ampe thì bỏ ra bằng 8 mA. Rồi, chúng ta coi đáp án nào đây. Vậy câu số 7, đáp án đúng của mình là đáp án D nha các bạn. Như vậy là thầy đã trình bày xong, thầy đã dạy xong cho các bạn cái à, dạng toán liên quan tới à, giá trị tức thời ở hai thời điểm trong mạch LC, trong mạch dao động LC. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video ở bài giảng tiếp theo đó là chúng ta liên quan tới năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong cái mạch dao động LC. Rồi, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bài học hôm sau.